Mình biết kinh nghiệm trap thì mình không có, chứ kinh nghiệm bị trap đầy người. Nói gì nói nha, bị mập mờ nó cũng có sức hút nha mấy bà. Có ai từng có cái suy nghĩ là: ê mấy bà, ảnh chọn trap tôi chứ không phải là trap một thằng nào khác, một nhỏ nào khác, tôi vui gần chết. Có ai có cái suy nghĩ đó không? Bỏ nha, tỉnh táo lên nha. Ok, chào mừng các bạn đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn sẽ coi như thế nào? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn về chuyện tình cảm đi. Một trong những điều lo sợ khi mà chúng ta yêu ai đó, đó chính là người ta sẽ cho mình vào danh sách mập mờ. Trong cái mối quan hệ ấy, chúng ta có tất cả mọi thứ, chỉ là không có nhau một cách trọn vẹn thôi. Trước nhất, tại sao lại thích sự mập mờ nha? Có rất là nhiều lý do cho việc ai đó sẽ thích hoặc là không thích một sự việc nào đó. Lợi ích của mối quan hệ mập mờ. Khi không rõ ràng á, thì sẽ không bị mất mặt, sẽ cứu vớt được sĩ diện. Thích rồi nha, nhưng mà chưa hẳn là muốn bước vào một mối quan hệ nghiêm túc thì sẽ thử thăm dò đối phương bằng cách mập mờ. Thứ ba, mập mờ thì sẽ được tự do. Cái này thì mình sẽ có ý kiến một xíu về cái quan điểm này ha. Tự do ở đây được mình hiểu theo hai nghĩa, đó là thứ nhất được là chính mình, và thứ hai sẽ có nhiều thời gian hơn. Nếu mà nha, bạn cho rằng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc sẽ làm tốn khoảng thời gian của bạn, thì mình nói thật, thà bạn học cách ở một mình, học cách làm mọi thứ một mình, thì cái quỹ thời gian của bạn nó mới chính thức là của riêng bạn thôi. Chứ mối quan hệ mập mờ nó cũng tốn thời gian, nó cũng tốn tâm tư như vậy đó. Và nếu mà bạn cho rằng bạn sẽ bị ràng buộc, bạn sẽ không còn là chính bản thân mình khi mà bước vào một mối quan hệ nghiêm túc á, thì thứ mà bạn nên xem lại á, nó không phải là trạng thái của mối quan hệ đó, mà là chính là mối quan hệ đó. Và là chính bản thân bạn nữa. Một vị cao nhân đã từng nói rằng á, tình yêu và tự do thì phải song hành với nhau. Bất cứ khi nào mà bạn cảm thấy là tình yêu của bạn đã đang hủy hoại sự tự do của bản thân, thì lúc đó là bạn đang lấy danh nghĩa của tình yêu để mà làm điều gì đó, chứ không phải là chính tình yêu. Điều thứ tư, mập mờ như vậy thì sẽ không đau lòng khi mà chia tay. Bạn có chắc về cái suy nghĩ này không? Nếu mà nha, nếu mà thích người ta mà cũng không muốn bị đau lòng á, thì thật sự bạn quá là tham lam rồi. Nên là bạn chọn ở trong trạng thái mập mờ, thì mình tin rằng á, khi chia tay á, bạn sẽ càng đau lòng thêm. Cái phần đau lòng đó nó sẽ được cộng dồn từ chính cái sự ân hận vì đã không cố gắng hết mình trong mối quan hệ để dẫn đến phải chia tay đó. Điều thứ năm, hay là đơn giản là chỉ muốn thử cảm giác có người yêu, muốn đối xử và được người ta đối xử như người yêu, nhưng mà không muốn chịu cái phần trách nhiệm của những cặp đôi yêu nhau bình thường, chịu hay là cam kết. Tại sao lại không muốn chịu trách nhiệm nha? Cho mình biết đi. Thật sự á, đây không phải là một cái sự chất vấn, đây chỉ đơn giản là một cái câu hỏi và mình thật sự muốn biết. Bạn có biết là trong hôn lễ á, nó sẽ có một cái câu là nghèo khổ lúc thịnh vượng, lúc ốm đau cũng như là lúc khỏe mạnh sẽ luôn ở bên nhau. Nói ra sẽ làm các bạn sợ, các bạn hoang mang, tại vì đang ở cái giai đoạn hẹn hò, thậm chí là mập mờ thôi mà đã đề cập tới chuyện hôn nhân rồi. Cái này thì mình chỉ nói tại vì mình thấy cái câu này nó khá là hay thôi. Công bằng mà nói nè, một sự việc hiện tượng á, nó sẽ luôn có cái mặt tích cực của nó song hành với cái mặt tiêu cực. Trứng á, thì cũng sẽ có lòng đỏ, lòng trắng. Hoặc vịt lộn thì cũng sẽ có phần con, phần đỏ. Bánh mì á, thì cũng sẽ có phần ruột, phần cùi. Bạn không thích ăn thì bạn không ăn. Phần bạn thích thì bạn mới chọn ăn. Nhưng mà
Chính vì có phần bạn không thích mới tạo ra được phần bạn thích. Bạn sẽ không bao giờ biết được là mình sẽ thích ruột bánh mì như thế nào nếu mà bạn không ăn qua phần cùi bánh mì, đúng không? Huống chi là đối với một mối quan hệ, bạn enjoy thì bạn mới chạy tới kiếm người ta, còn lúc hoạn nạn thì bạn tránh đi. Nếu mà không bàn về cái cạnh đạo đức, không bàn về sự lâu dài, thì thú thật mình cũng không biết lấy gì ra để mà bàn với các bạn nữa. Ngồi soạn content cả buổi mà không biết. Này thì chắc là mình sẽ giao lại cho những bạn chủ động chọn mối quan hệ mập mờ, có thể suy nghĩ và trả lời giúp mình ha. 6. Mập mờ để mà có thể bắt cá nhiều tay. Điều này thì một cách bao quát nhất cũng phải liệt kê vào phần lợi ích chứ ha. Nhưng mà nếu mà thật sự ai đó cho rằng quen nhiều người cùng một lúc á, nó là một lợi ích, thì chắc là kênh của mình sẽ không hợp với người đó đâu. Người đó có thể rời đi. Và bên cạnh đó, bạn có biết là có nhiều người họ chọn mối quan hệ mập mờ. Nói đúng hơn đi, thì họ khiến cho bản thân họ và đối phương rơi vào cái trạng thái mập mờ chỉ vì họ thật sự không biết bản thân họ muốn gì. Kiểu sao cũng được. Mình cũng có quen vài kiểu người như vậy. Khi mà hỏi họ có tình cảm với đối phương không á, thì họ trả lời là họ không biết. Trong trường hợp ấy thì mẹ mình từng nói mình và mẹ khá là may mắn khi mà có một vài câu chuyện á, mình có thể chia sẻ tâm sự với mẹ mình như những người bạn. Mẹ mình từng tâm sự á, là trong chuyện tình cảm, mẹ sợ nhất là dính vào kiểu người không có chính kiến, kiểu không thật sự biết mình muốn gì, gió chiều nào xuôi theo chiều đó. Những người không có chính kiến như vậy á, chẳng những hại người mà còn hại cả chính bản thân họ nữa. Điều đó có thể là họ đã bị mất chủ quyền sống quá lâu. Một cách nào đó, những cái quyết định họ đưa ra không thực sự đến từ chính bản thân họ. Và ở trường hợp của người bạn của mình á, thì vì bạn ấy luôn cho bố mẹ của bạn ấy cái quyền á, là quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn ấy, từ những việc nhỏ nhặt cho đến những lựa chọn lớn lao. Và một lý do nữa, đó là vấn đề đến từ sự gắn bó. Trong thuyết gắn bó thì sẽ lưu ý giúp mình là kiểu gắn bó thứ tư, đó là gắn bó lo âu và né tránh, là kiểu gắn bó được hình thành từ tuổi thơ, bị bạo hành hoặc là bỏ rơi nặng nề. Người thuộc kiểu này sẽ sợ sự gần gũi. Họ nhìn nhận những cái mối quan hệ xung quanh theo một cách rất là mâu thuẫn. Họ cần tiếp xúc với một ai đó để mà đáp ứng nhu cầu của bản thân, nhưng mà đồng thời nếu mà tiếp xúc quá gần, họ cũng sẽ sợ họ sẽ là người bị tổn thương. Nói cách khác là họ mong muốn tìm kiếm sự an toàn của một ai đó, thì cũng chính cái người đó sẽ tạo cho họ cái sự mất an toàn. Kết quả là họ không biết diễn tả cái mong muốn của mình như thế nào. Nghe kiểu này giống như là người ta chọn mập mờ vì người ta cũng đã từng là người bị tổn thương, người có những cái vết thương lòng trong quá khứ, họ chỉ là bị động thôi, bla bla. Nếu mà có cái suy nghĩ này thì stop dừng khoảng chừng 2 giây. Bạn có biết là trong quá khứ mình cũng đã có cho bản thân một cái mối quan hệ mập mờ nhưng mà sâu đậm nha. Mập mờ mà sâu đậm nha. Người ta tạo cho mình một cái sự đồng cảm. Lúc ấy mình rất là ngây thơ nha. Mình có cái suy nghĩ là mình sẽ có đủ sức để mà vực họ dậy, kéo họ ra khỏi cái bóng đen quá khứ và đặt tên cho chính cái mối quan hệ đó. Nhưng rồi, chỉ là sự ngây thơ của mình thôi. Mình nhận ra được một cái bài học đó, đó là không một ai có thể giúp được họ cả, trừ chính bản thân họ thôi. Mình không phủ nhận là sẽ có những người họ gặp vấn đề với những sự gắn bó nha. Nhưng nếu mà họ muốn, họ phải là người tìm cách. Thì giống như trong giới hạn của một mối quan hệ đi, nếu mà bạn đã bước lên 99 bước rồi á, thì bước cuối cùng bạn phải để họ bước lên. Họ phải là người bước lên cái bước đó. Còn nếu không thì
Cuối cùng, chốt lại nha. Có rất là nhiều lý do cho việc ai đó chọn cho mình một mối quan hệ mập mờ. Là người chủ động tạo ra cái trạng thái này, hãy tỉnh táo, thấu hiểu bản thân mình xem mình đang muốn gì, và hãy thành thật viết ra những cái lý do khiến mà bạn không muốn kết nối với một ai đó. Vì suy cho cùng nha, giá trị mà một con người theo đuổi, đang theo đuổi, sẽ và sẽ luôn theo đuổi là những cái giá trị lâu bền. Điều đáng buồn nha, không phải là cả thế giới đều đối xử tệ với bạn, mà điều đáng buồn chính là bạn đã chọn cách đối xử tệ với chính người thật lòng với bản thân. Còn về phần người tiếp nhận cái trạng thái mập mờ này á, thì cũng hãy tỉnh táo. Mình biết kinh nghiệm trap thì mình không có, chứ kinh nghiệm bị trap đầy người. Nói gì nói nha, bị mập mờ nó cũng có sức hút nha mấy bà. Có ai từng có cái suy nghĩ là: ơi mấy bà, ảnh chọn trap tôi, trap tôi chứ không phải là trap một thằng nào khác, một nhỏ nào khác, tôi vui gần chết. Có ai có cái suy nghĩ đó không? Bỏ nha, tỉnh táo lên nha. Hãy tỉnh táo. Nếu mà người ta thật sự thích bạn á, người ta sẽ không giày vò bạn tới như vậy đâu. Và nếu là tình yêu á, thì bạn sẽ có cái tự do mà bạn muốn, chứ không phải là luôn bị lệ thuộc vào cảm xúc và từng lời nói của đối phương như vậy. Ok không? Cuối cùng, đó là những cái điều mà mình muốn nói trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video này, cũng như là để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn ha. Và đừng quên, mình đã có phiên bản podcast. Tăng tăng. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.